Hôm nay là ngày Chủ nhật, bếp ăn tỳ hỷ họ nhóm cúng dường chánh pháp người ta mang cơm và cúng quý thầy. Nay có một loại hoa quả này của nhà bếp thôi, còn đây các thức ăn đồ chay đồ chiêc họ như vậy đấy nha. Rau cỏ dưới này, cơm cũng một đĩa, một cặp nồng, có canh này. May được cái rừng này có cái rau mơ rừng này mà ăn này khỏi, hỗ trợ tiêu hóa. Ăn cả vỏ chuối các bạn nhé, nó mà nhê lắm các bạn. Hôm nay thức ăn nhưng mà cũng phải ăn một tiếng đấy mới hết đấy.